Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin tại sao Việt Á hối lộ bằng cách chuyển khoản. Có một chi tiết đặc biệt và cũng khá kỳ lạ là các khoản hối lộ của Việt Á được phát hiện đến nay là họ đã gửi được các quan chức bằng con đường chuyển khoản thay vì đưa tiền mặt. Luật sư Lương Vĩnh Kim đã phân tích vấn đề này trên trang Facebook cá nhân của mình. Từ trước đến nay, đặc biệt là các vụ án gần đây cho thấy bọn tội phạm đều dùng tiền mặt để đưa hối lộ. Ông Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ đã gửi 5 tỷ đồng tiền mặt trong một gói quà cho Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh. Ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty AVG đã đến nhà riêng của ông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son để đưa 3 triệu đô la tiền mặt. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch AVG bị xét xử về hối lộ quan chức để bán cổ phiếu AVG cho Mobile Phone nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 6.500 tỷ đồng. Đó là tiền thuế của dân, nhưng chỉ bị xử có 3 năm tù. Đặc biệt là lời khai của ông Dương Chí Dũng về các lần đưa hối lộ cho một số người, trong đó có Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an. Tất cả đều dùng tiền mặt, không lần nào chuyển khoản, dù số tiền rất lớn, phải đựng trong những chiếc vali và vận chuyển bằng ô tô. Vì thế, các cơ quan bảo vệ pháp luật không có chứng cứ trực tiếp để buộc tội. Tại tòa, các bị cáo chối tội hoặc nhận tội, tòa kết tội các bị cáo là dựa trên những chứng cứ gián tiếp. Không một tên tội phạm nào dại dột đến mức chuyển khoản một số tiền lớn như Phan Quốc Việt đã làm trong vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19. Theo lời khai của ông Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, tại cơ quan điều tra để đảm bảo việc chi tiền ngoài hợp đồng không bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Việt Á, đã lập rất nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân là hộ kinh doanh cá thể để chuyển số tiền qua số tài khoản này dưới hình thức là mua trang thiết bị, nguyên vật liệu, phòng dịch. Như vậy, lần này những kẻ đưa và nhận hối lộ không thể chối tội và làm rõ số tiền 4.000 tỷ đồng chuyển khoản từ ngân sách nhà nước vào tài khoản công ty Việt Á để rồi từ đó Việt Á chi cho ai, ở đâu thì sẽ lôi ra tất cả những tên nhận hối lộ trong vụ án này. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Phan Quốc Việt lại chuyển khoản và để lại dấu vết như vậy? Sao không đưa tiền mặt như Phan Anh Vũ, Phạm Nhật Vũ hoặc Dương Chí Dũng đã từng làm? Những câu hỏi như thế này sẽ là chủ đề nghiên cứu của nhóm môn tội phạm học. Chỉ có Phan Quốc Việt và những người trong cuộc mới trả lời chính xác là vì sao họ đưa và nhận như thế. Có thể Phan Quốc Việt đã từng chuyển khoản như thế trong các thương vụ trước đây với số tiền nhỏ và đã an toàn, nên sinh ra chủ quan và làm tiếp theo cách này. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt và tiến sĩ Hồ Anh Sơn, đại diện Học viện Quân y, trong buổi họp báo công bố bộ kit xét nghiệm COVID-19. Có thể nói, một phần nguyên nhân là do lúc dịch bệnh phong tỏa thì đi lại khó khăn, không thể tiếp xúc trực tiếp nên chỉ có thể chuyển khoản tiền hối lộ. Phan Quốc Việt đã lập rất nhiều tài khoản đứng tên nhiều cá nhân là hộ kinh doanh cá thể để chuyển tiền qua các số tài khoản này. Dưới hình thức là mua trang thiết bị, nguyên vật liệu, phòng dịch là đã có sự tính toán, đối phó từ trước đó. Nhưng với cách làm này cho thấy, ông Phan Quốc Việt và một số giám đốc của CDC rất chủ quan, coi thường nghiệp vụ điều tra của cơ quan công an Việt Nam. Và dịch COVID-19 cũng là dịp để nhân dân nhận mặt những kẻ trục lợi trên nỗi khổ đau và chết chóc của đồng loại. Dịch bệnh đã diễn ra quá gấp, quá sợ hãi, đến mức người dân và chính phủ phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để kit xét nghiệm. Nhưng thời gian cũng quá nhanh để bọn tội phạm không kịp tiêu hóa, không kịp rửa 4.000 tỷ đồng của ngân sách nhà nước. COVID-19 đã đem lại cho bọn này tiền bạc, nhưng với chính COVID-19 đã hại chúng, đúng là thiên bất dung gian. Bộ Công an đã vào cuộc kịp thời và Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cũng đã vào và theo sát vụ kit này. Vụ án đang điều tra với nhiều dấu hiệu thuận lợi và sẽ phát hiện thêm rất nhiều những nhân vật đứng phía sau. Và mới đây, ông giám đốc CDC tỉnh Bình Phước cũng đã xin trả lại 40 tỷ đồng tiền qua cho công ty Việt Á. Và vụ án có nhiều tình tiết sự kiện rất lạ lùng. Người dân cũng đang chờ các cơ quan bảo vệ pháp luật phải lôi ra ánh sáng tất cả những tên nhận hối lộ, tiền kít lỗ mũi của họ. Luật sư Lương Vĩnh Kim đã nêu quan điểm của mình như vậy.
Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong vụ Việt Á. Báo chí Việt Nam mới đây cũng đưa tin rằng cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với hàng loạt cán bộ, cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ do liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Việt Á, gọi là công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan. Tuy nhiên, đó vẫn là các quan chức cấp vụ, phó vụ trưởng trở xuống và chưa hề có sự đụng chạm gì đến các quan chức lãnh đạo cấp bộ. Facebook Chu Mộc Long đã có bài viết đưa ra bình luận của mình với câu hỏi rằng: Thứ trưởng, vụ trưởng có dám qua mặt bộ trưởng hay không? Trường tôi có một hiệu trưởng, 3 hiệu phó, hơn 10 trưởng phòng. Nếu cần ký một văn bản nào đó thì phải ký thay hoặc thừa lệnh, tức là phải chờ hiệu trưởng chỉ đạo hay ủy nhiệm. Đố anh nào dám đi ngang về tắt. Không hiểu sao ở cấp bộ, mỗi khi có vụ án nào thì thường thấy chỉ có khởi tố thứ trưởng hoặc vụ trưởng, vụ phó mà thôi. Và lẽ nào trung ương quản lý lỏng lẻo đến mức để cho cấp phó thay hay cấp dưới lộng quyền, dùng bút như dùng que ngoáy luôn, và mũi cấp trên là cấp trên không biết. Trong các văn bản toàn thấy ghi rằng ký thay hoặc thừa lệnh đã là bằng chứng về sự sai phạm của người đứng đầu, chứ còn câu hỏi gì khác đây. Luật cũng đã quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, lẽ nào các thứ trưởng, vụ phó ký thay hay thừa lệnh ông trời? Tác giả cũng cho rằng ông Tô Lâm nên cho quân đánh thẳng vào mấy ông trời đó, xem mấy ông trời đó có cãi đường nào. Không làm đến nơi đến chốn, dân cứ hoang mang là thí tốt. Đây là hình ảnh các trang của đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo thì nói, bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Trung ương của Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Còn tờ báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn, mặc cho người dân đói khổ. Liên quan đến giải thích một cách ngu ngơ của Bộ Khoa học Công nghệ rằng Bộ chỉ tổng hợp nguồn tin từ báo chí, ông Chu Mộc Long đưa ra bình luận như sau. Vậy Bộ Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ là bộ hóng hớt hay sao? Bộ Khoa học và Công nghệ là bộ chủ quản về các vấn đề khoa học và công nghệ của quốc gia. Với cách trả lời rằng thông tin kit test Việt Á được Tổ chức Y tế Quốc tế Thế giới chấp nhận mà Bộ đăng trên trang thông tin của mình là do tổng hợp từ nguồn thông tin của báo chí chính thống. Hóa ra Bộ Khoa học và Công nghệ là bộ hóng hớt như vậy. Vậy các dự án, các công trình nghiên cứu, chi phí hàng ngàn tỷ với các hội đồng khoa học thẩm định vân vân đều không được kiểm tra, kiểm chứng mà chỉ cần hóng hớt rồi quảng bá cho toàn dân như vậy hay sao? Hết biện bạch do rút tiếng Anh, đọc nhầm rồi chuyển sang biện bạch do hóng hớt bởi thông tin báo chí. Một bộ như vậy có đáng cho vào lò hay chưa? Khi là một công dân, nếu lỡ đọc nhầm, đưa thông tin hố hay đã thấy xấu hổ đến muốn tự sát, sao một cái bộ mang thể diện quốc gia mà vẫn không có chút tự trọng nào như vậy? Ông Chu Mộc Long đã nêu câu hỏi. Tuy nhiên, ông cũng dẫn chứng về tin cuộc họp báo cáo do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức và chính bộ công bố các thông tin về bộ kit xét nghiệm của Việt Á. Cũng tuy nhiên, theo báo Người Lao Động, thì thực tế là ngày 26 tháng 4, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí với thông tin đầy đủ để khẳng định rằng bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 5 tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp báo công bố bộ kit phát hiện COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Ngoài ra, trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 3 năm 2020, Bộ Khoa học Công nghệ cũng khẳng định bộ kit này đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, tương đương với bộ sinh phẩm do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới sản xuất. Và Bộ Khoa học Công nghệ cũng khẳng định rằng Việt Nam đã trở thành trong 6 đơn vị sản xuất được sản phẩm này bên cạnh Tổ chức Y tế Thế giới, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc và Mỹ, và cho rằng việc thông qua bộ kit xét nghiệm của công ty Việt Á là một trong những thành công trong việc phòng chống COVID-19 ở nước ta. Nhà bình luận Chu Mộc Long còn truy ra rằng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ là thủ phạm tạo tin giả. Ông Long viết tiếp,
Cứ theo giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ thì việc cổng thông tin của bộ này đăng thông tin sai sự thật, đích thị là từ nguồn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ai cũng biết hệ thống báo chí chính thống tại Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Khoa học và Công nghệ nói thông tin sai lệch là do hóng hớt từ nguồn báo chí chính thống. Vậy át hải thủ phạm chính mà bộ này muốn đẩy đó là Ban Tuyên giáo của Trung ương Đảng. Và cũng không phải hoàn toàn vô lý, lẽ thường thì có chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương thì báo chí mới đồng loạt đăng tin Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận, Hoàng gia Anh công nhận tiêu chuẩn châu Âu, rồi thì CDC Mỹ xin chia sẻ bản quyền, rồi thì 20 nước đặt mua hàng xuất khẩu kit Việt Á. Các báo đã đồng loạt phản ứng và đến lượt chính Ban Tuyên giáo Trung ương cũng phải lên tiếng nhé. Ông Chu Mộng Long đã nêu ra ý kiến của mình như vậy. Và cứ như thế, người dân Việt Nam đã bị đảng lừa dối. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nhà hoạt động Lê Trọng Hùng không nhận tội, bị tuyên án 5 năm tù. Một tòa án sơ thẩm ở Việt Nam đã kết tội ông Lê Trọng Hùng, một nhà báo độc lập thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước, là tuyên truyền chống nhà nước, và tuyên án ông Hùng 5 năm tù cùng 5 năm quản chế, mặc dù ông Hùng không nhận tội tại phiên tòa. Phiên tòa xét xử ông Hùng diễn ra sau một loạt các phiên xét xử các nhà hoạt động khác vào giữa tháng 12, bao gồm Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Từ, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, vân vân. Tờ Thời báo.d đã tổng hợp tin tức về các phiên xử này từ các nguồn báo như Đài tiếng nói Hoa Kỳ, BBC, London, Đài FA và các nguồn tin khác. Ông Lê Trọng Hùng từng tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hà Nội. Ông bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, không lâu sau khi nộp đơn ứng cử và chỉ 2 tháng trước khi cuộc bầu cử được tiến hành. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng với nhiều bài phát biểu tự vận động tranh cử đại biểu Quốc hội trên các kênh YouTube riêng biệt của mình với thương hiệu chung của nhóm là CHTV mà nhà báo Lê Văn Dũng, tức là Dũng Vô Va, cũng đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam gần đây. Trong một bài viết trên báo Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó, giới chức phủ nhận bắt ông Hùng liên quan đến việc ông tự ứng cử và nói rằng ông có các hành vi vi phạm pháp luật. Bản án đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên vào ngày 31 tháng 12, theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự, quy định về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo bản tin của hãng thông tấn Nhà nước chia sẻ, cáo trạng của bên công tố được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại cho biết ông Hùng, còn gọi là Hùng Gàn, 43 tuổi, đăng tải các video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền chiến tranh trầm tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân trên trang fanpage Chấn Hưng Việt Nam TV, tức là CHTV Việt Nam, và trên Facebook. Tòa án đã phán quyết là ông Hùng phạm tội rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất lòng tin của nhân dân vào thể chế chính trị, gây mất ổn định về căn cứ và văn hóa và tư tưởng, do đó cần xử nghiêm. Ông Hùng thừa nhận có làm những hành vi mà tòa nêu theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, nhưng cho rằng mình không có tội. Đây là hình ảnh nhà báo Lê Trọng Hùng thường phổ biến và dẫn chứng các nội dung trong bản hiến pháp Việt Nam hiện hành để chứng minh cho các quyền công dân trong bài nói chuyện của mình. Ông còn tự bỏ tiền túi ra mua bản hiến pháp để tặng cho hàng ngàn người dân khác. Các video được bên công tố trưng ra làm bằng chứng kết tội nhà hoạt động này bao gồm là tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử, rồi khi nền tư pháp đóng vai trò phá hủy pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó, rồi thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở tòa bảo hiến để xử về vụ Đồng Tâm, rồi tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai và làm gì để giải quyết dứt điểm vấn nạn này. Ông Hùng cũng không được gặp luật sư và mãi đến hôm 22 tháng 11, trong khi vợ ông, bà Đỗ Lê Na, không được phép tham dự phiên tòa. Tổ chức quốc tế bảo vệ và các nhà báo đã chỉ ra công an cho người theo dõi bà rất chặt chẽ. 5 năm tù và 5 năm quản chế. Cảm ơn Đảng và Chính phủ đã hết lòng vì dân, tức là cho người chăm sóc phu nhân Hùng Gàn ở bên ngoài phiên tòa và còn nhiệt tình hộ tống về tận nhà. Bà Lê Na đã viết như vậy
trên trang Facebook cá nhân hôm 31 tháng 12. Trả lời phỏng vấn của đài AFA, bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng cho biết, suy nghĩ của bà khi nghe tin kết quả phiên tòa xử chồng mình như sau. Tôi chỉ có thể nói rằng là tôi rất thất vọng, đó là cảm nhận chung. Còn nếu để nhận xét về phiên tòa hay bản án đối với chồng tôi, thì tôi có thể nói luôn rằng là tôi phủ nhận cái phiên tòa này. Nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết vì nó không tôn trọng một cái chuẩn mực nào về hiến pháp cũng như những giá trị phổ quát của nhân loại. Cho nên là đối tượng với tôi thì xem như phiên tòa này không có giá trị. Đây là hình ảnh bản sơ yếu lý lịch trong hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của ông Lê Trọng Hùng. Khi được hỏi liệu gia đình có kháng cáo bản án mà tòa đưa ra hôm nay không, bà Na cho biết. Chồng tôi đã tuyên bố thẳng trước tòa là anh ấy sẽ kháng cáo. Tôi nói thật là gia đình tôi, bản thân tôi không còn tin tưởng vào hệ thống pháp luật này nữa. Tuy nhiên là vì chồng tôi đã quyết định nên chúng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy thôi. Cũng theo luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Trọng Hùng, những hành vi nêu trên của ông Hùng chính là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận trên trang Internet. Vấn đề đặt ra ở đây là hành vi của ông Hùng có xâm phạm vào quy định của pháp luật hay không. Nội dung của 4 video clip do bị cáo làm và đăng tải thì có xâm phạm vào chế độ chính trị hay không? Bị cáo không có hành vi phỉ báng chính quyền nhân dân, mà ngược lại, bị cáo đã tự bỏ tiền để mua hàng ngàn cuốn hiến pháp của Việt Nam năm 2013 để phổ biến và tặng cho hàng ngàn người dân. Bị cáo đã thực hiện hàng trăm livestream phát hình trực tiếp phổ biến hiến pháp năm 2013 và pháp luật trong thời gian nhiều năm trước khi bị bắt. Luật sư Sơn đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân của mình. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng đến thăm và mang sách hiến pháp tặng cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm. Luật sư Hà Huy Sơn nói thêm về phiên tòa như sau. Phiên tòa hôm nay bắt đầu từ 8 giờ rưỡi cho đến 12 giờ 15 thì kết thúc, thì tòa tuyên án 5 năm tù và 5 năm quản chế. Ông cho biết phía đại diện viện kiểm sát không hề trả lời các câu hỏi của luật sư cũng như từ chối tranh luận về những cáo buộc mà cơ quan này đưa ra đối với ông Lê Trọng Hùng. Đánh giá chung về diễn biến và kết quả của phiên tòa, vị luật sư của đoàn luật sư Hà Nội cho biết thêm như sau. Tôi cho rằng hiện nay người ta vẫn dùng cái giám định về mặt quan điểm. Thế nhưng mà người ta giám định thì không bao giờ đến tòa để giải trình căn cứ giám định tại sao là chống nhà nước cả. Cái điều luật 1117 rất mơ hồ, người ta không bám vào các quy định hiện tại có nhưng người ta thường kết tội theo chủ quan là nhiều. Thì tất nhiên nó là một loại cái bản án oan. Tòa đã tuân theo lệnh của Đảng. Trong tuyên bố đưa ra và ngay sau khi ông Hùng bị tuyên án, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lưu ý Tòa Hà Nội là chỉ cần chưa tới 2 tiếng đồng hồ để xét xử ông Hùng và nói rằng ông Hùng đã bị bắt và giam giữ tùy tiện trong 9 tháng trời trước khi phiên tòa diễn ra. Thông báo của tổ chức này cho biết, bản án gây sốc 5 năm tù của Lê Trọng Hùng một lần nữa cho thấy hệ thống tư pháp Việt Nam hoàn toàn thiếu độc lập và làm thế nào tòa chỉ giới hạn ở việc thực hiện mệnh lệnh của Đảng Cộng sản cầm quyền. Ông Daniel Bestad, người phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã đưa ra tuyên bố như vậy. Và chính quyền Việt Nam hiện tại đã trơ trẽn vi phạm điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó mạnh mẽ khẳng định quyền tự do báo chí, sự khinh miệt tồi tệ đối với nền pháp trị phải chấm dứt. Ông Bastard đã nói thêm như vậy. Đây là hình ảnh bốn nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử tù, bao gồm từ trái qua: nhà báo Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương, Đỗ Nam Trung. Cũng theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, thì ông Lê Trọng Hùng thường xuyên đưa thông tin về vụ việc tham nhũng và trưng dụng bất hợp pháp và cung cấp thông tin pháp lý để giúp đỡ các nạn nhân. Ông Hùng đã là đồng sáng lập của kênh CHTV mà trở thành nạn nhân bị đàn áp tại Việt Nam. Trước đó, người dẫn chương trình của kênh là ông Lê Văn Dũng cũng đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020. Việt Nam hiện nay đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, với tổng cộng 44 người hiện đang bị giam giữ theo số liệu của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Trong kỳ bầu cử Quốc hội 15 hồi tháng 5 năm nay, ông Lê Trọng Hùng đã ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập. Hai tháng trước ngày bầu cử, Công an Hà Nội đã bắt giam ông với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.